Xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị thêm cái ví vào trong cái ứng dụng đào cái đồng Green Network này, để sau này người ta lúc phân phối cái đồng Green này thì nó sẽ về cái ví mà các anh chị đã liên kết nhá. Rồi đối với cái dự án Green Network này thì hàng ngày các anh chị vào các anh chị điểm danh ở đây cho em. Cái ngày nào mà nó có cái hộp quà như thế này đấy thì cái số đồng GRC mà các anh chị nhận thì nó sẽ được nhiều hơn nhá. Và các anh chị, cái dự án này nó còn mới nên các anh chị chúng ta tranh thủ nhá. Cái hiện tại thì cái việc KYC nó đã tạm ngừng rồi đây các anh chị. Anh chị nào mà đã KYC trước đây thì nó đã duyệt thành công rồi, còn anh chị nào mà chưa được duyệt thì các anh chị đợi bên dự án cập nhật lại cái cách KYC rồi các anh chị tiến hành KYC lại nhá. Lúc nào người ta cập nhật cái cách KYC mới thì lúc đó em sẽ chia sẻ với các anh chị sau. Còn hiện tại thì các anh chị cứ vào các anh chị cứ lên cái điểm GRC này đi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái mục ba gạch ở đây. Các anh chị vào cho em cái mục contract ở đây. Cái đồng GRC này thì hiện tại nó đã có cái smart contract rồi nhá. Đấy, đây là cái địa chỉ contract này, và nó chạy ở trên cái mạng BNB Smart Chain. Tổng cộng của nó là 2.1 tỷ. Rồi bây giờ thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị thêm cái ví nhá. Ở cái mục này thì các anh chị có thể thêm ví tự động này, nhưng mà ở đây thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách các anh chị thêm thủ công thôi nhá. Rồi các anh chị sao chép cho em cái contract ở đây. Các anh chị có thể lấy cái địa chỉ ví ở trên cái ví MetaMask hoặc là cái ví Trust nhá. Ở đây thì em sẽ sử dụng cái ví MetaMask. Còn các anh chị thêm ở cái trên cái ví Trust thì các anh chị cũng làm tương tự thôi. Rồi các anh chị kéo xuống, các anh chị click vào cái mục nhập token ở đây. Các anh chị click sang cái mục token tùy chỉnh. Rồi các anh chị dán cái địa chỉ mà các anh chị vừa sao chép đó vào đây. Các anh chị thấy nó tự động xuất hiện cái mục ở dưới cái mục ký hiệu token này và cái số thập phân cho các anh chị luôn nhé. Các anh chị chỉ cần nhấn vào cái chữ nhập ở đây. Rồi đấy, token GRC, các anh chị click vào đây. Các anh chị click vào chữ nhận. Rồi các anh chị nhận qua cái chữ sao chép vào đây. Các anh chị quay trở lại. Đây, các anh chị click vào cho em cái dấu ba gạch ở đây. Các anh chị click vào cho em cái chữ dashboard ở đây. Các anh chị click vào đây này, cái chữ BEP 20 ở đây, các anh chị dán vào. Đây, ở đây thì các anh chị dán cái địa chỉ ví của các anh chị vào đây nhá. Và các anh chị nhấn vào cái chữ Save này. Rồi như thế là các anh chị đã thêm cái địa chỉ ví thành công rồi. Các anh chị tắt đi. Các anh chị thấy ở đây này, cái tài khoản của các anh chị nào mà đã KYC rồi thì nó sẽ có cái chữ Verify ở đây. Còn anh chị nào mà chưa KYC thì cái chữ này nó chưa xuất hiện đâu nhá. Các anh chị phải đợi cái cách KYC mới đấy. Hiện tại thì bên dự án đã ngừng cái cách KYC cũ rồi. Rồi như thế là em đã chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị thêm cái địa chỉ ví vào đấy rồi nhá, và cách để các anh chị thêm cái contract ở trên cái ví MetaMask. Còn ở trên cái ví Trust thì các anh chị cũng làm tương tự thôi nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Sau này cái dự án này nó có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì mới đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị sau. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.